Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin thời sự của chúng tôi. Kính thưa quý vị và các bạn, trong bản tin đặc biệt ngày hôm nay, chúng tôi sẽ gửi tới cho quý vị và các bạn những thông tin rất mới mà chúng tôi vừa cập nhật được. Thưa quý vị và các bạn, tin chấn động toàn Trung Quốc khi vào trưa ngày hôm nay, hai trận động đất liên hoàn đã xảy ra tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc, khiến cho toàn bộ đất nước Trung Quốc phải rung chuyển, rung nắc mạnh. Các tòa nhà cao tầng đang phải rung nắc bởi vì hai trận động đất mạnh 8,3 độ Richter đã làm cho các tòa nhà có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hiện tại, tình hình Trung Quốc đang ngàn cân treo sợi tóc. Phía chính quyền ông Tập Cận Bình đã phải nhảy lên máy bay để lên đỉnh núi Vạn Lý Trường Thành để tránh trú. Hiện tại, con đập Tam Hiệp cũng đã bị vỡ ba cửa xả và hai chân móng. Tình hình con đập Tam Hiệp đang ngàn cân treo sợi tóc. Phía chính quyền Trung Quốc đã cho sơ tán khẩn cấp hơn 300 triệu người dân ở các tỉnh thành phố khu vực phía nam của Trung Quốc lên các đồn núi cao như Vạn Lý Trường Thành để tránh trú. Bởi vì con đập Tam Hiệp có thể vỡ bất cứ lúc nào trong vòng ngày hôm nay. Bởi vì con đập Tam Hiệp mà bị vỡ thì đây được cho là một thảm họa trong năm 2021. Thưa quý vị, con đập Tam Hiệp là con đập lớn nhất của Trung Quốc, cũng là con đập lớn nhất thế giới, bắc qua con sông Dương Tử tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Con đập Tam Hiệp là con đập từ huyện chít người của ông Tập Cận Bình. Chính vì vậy mà người dân của Trung Quốc đang vô cùng là lo lắng nếu như con đập Tam Hiệp có thể vỡ trong ngày hôm nay. Bởi vì trong những ngày vừa qua, phía Trung Quốc đã phải chịu những cái trận mưa lũ, mưa bão, vỡ đê, vỡ đập hơn 2 tháng vừa qua liên tục xảy ra tại Trung Quốc. Và bây giờ hai trận động đất này nữa sẽ làm cho con đập Tam Hiệp có thể vỡ lên tới 99% và các tòa nhà cao tầng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Đây chính là nhân quả báo ứng, hay còn gọi là nghiệp quật, mà mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời đã ra tay trừng phạt Trung Quốc, chính quyền ông Tập Cận Bình. Bởi vì chính quyền Trung Quốc trong thời gian vừa qua đã gây ra rất nhiều tội lỗi và đau thương cho thế giới này. Điển hình như chính Trung Quốc là tác giả của con Covid-19, hay người ta còn gọi là con Covid Trung Quốc. Để bây giờ chúng ta phải chứng kiến kinh tế thì bị đứt quãng, người dân thì phải khổ cực, tất cả đều do chính quyền Trung Quốc, chính quyền ông Tập Cận Bình gây ra. Và bây giờ mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời đã phải ra tay trừng phạt Trung Quốc bởi những trận mưa lũ, mưa bão, vỡ đê, vỡ đập, động đất hơn 2 tháng vừa qua liên tục xảy ra liên hoàn tại Trung Quốc. Hiện tại chính quyền ông Tập Cận Bình đang ăn không ngon, ngủ không yên khi trong ngày hôm nay con đập Tam Hiệp và các tòa nhà cao tầng của Trung Quốc có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Theo các nhà tiên tri cho biết, con đập Tam Hiệp có thể vỡ lên tới 99% trong vòng ngày hôm nay, Trung Quốc sẽ bị diệt vong. Khi đó, bản đồ trên thế giới sẽ không còn xuất hiện tên của Trung Quốc nữa. Và đây được cho là một thông tin cực kỳ vui cho nhiều nước trên thế giới. Bởi vì các nước nói rằng chính như vậy ông Tập Cận Bình mới không dám động hành và bành trướng nữa. Và chỉ chính như vậy thì Trung Quốc mới bị xóa sổ bởi bản đồ trên thế giới. Bởi vì Trung Quốc đã quá ngông cuồng và bành trướng. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua, chính quyền ông Tập Cận Bình còn đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước trong khu vực. Đặc biệt là phía ông Tập Cận Bình còn đi xâm chiếm khu vực Bãi Đá Ba Đầu, khu vực Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam ở ngoài khơi Biển Đông. Chính quyền ông Tập Cận Bình đã điều động hàng trăm tàu dân phòng, tàu hải cảnh tiến ra ngoài khu vực Biển Đông gần quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của lãnh thổ Việt Nam tập trận thủy uy sức mạnh. Mục đích của Trung Quốc là muốn chiếm đóng vùng Biển Đông về tay cho Bắc Kinh. Hành động của Trung Quốc đã bị tất cả các nước trong khu vực lên án. Các nước như Anh, Pháp, Đức, các nước nói rằng các nước sẽ bắt chặt tay nhau, không để phía ông Tập Cận Bình thích làm gì thì làm được. Thưa quý vị và các bạn, chính quyền Trung Quốc còn là tác giả con đường lưỡi bò chiếm trọn 80% diện tích ở ngoài khơi Biển Đông. Nếu quý vị search con đường lưỡi bò, hay còn gọi là con đường chín đoạn, trên Google thì sau 3 giây Google sẽ cho ra hàng trăm kết quả về hình ảnh con đường lưỡi bò, hay còn gọi là con đường chín đoạn mà Trung Quốc đã tự kẻ, tự vẽ. Thưa quý vị, chính quyền Trung Quốc còn tuyên bố rằng bất kỳ tàu chiến, tàu chở hàng của nước nào mà đi qua khu vực Biển Đông giáp con đường lưỡi bò mà không được sự cho phép của Trung Quốc thì chính quyền Trung Quốc họ sẽ cho đánh sập, đánh chìm ngay lập tức. Và đây được cho một bài phát biểu ngông cuồng và ngạo mạn. Các nước nói rằng các nước sẽ không để ông Tập Cận Bình thích làm gì thì làm được. Các nước sẽ bắt chặt tay nhau, trừ khử Bắc Kinh và cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình trong năm nay. Và tất cả những thông tin đó chúng tôi sẽ liên tục cập nhật update gửi tới cho quý vị và các bản tin kế tiếp. Còn bây giờ chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19 của nước ta. Kính thưa quý vị và các bạn, tình hình dịch bệnh Covid-19 của nước ta đang diễn biến hết sức phức tạp tại các tỉnh thành phía Bắc, phía Trung và phía Nam. Nhiều tỉnh thành đã bắt đầu cho học sinh đi học trở lại từ tuần này. Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh thành phố Đà Nẵng mới đây liên quan đến việc cho học sinh đi học trở lại, ông Lê Trung Trinh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cho hay, ngày 29 tháng 11,
các trường trung học phổ thông ở thành phố sẽ đi học 100% trở lại. Chính vì vậy, yêu cầu ngành giáo dục thành phố nâng cấp độ dịch, chống dịch lên cao hơn nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh. Theo đó, tất cả các trường không được chủ quan phòng chống dịch. Đề nghị các trường thường xuyên khử khuẩn ở các khu vực vệ sinh, các ban công, trường học để đảm bảo an toàn cho học sinh. Ngoài ra, khi học sinh đi học trở lại, cố gắng không để cho dịch Covid-19 xâm nhập trường học. Trong trường hợp phát hiện các ca mắc trong trường học, cần tổ chức khoanh vùng, xử lý dứt điểm ở dịch. Ông Trinh đề nghị, vị lãnh đạo thành phố cũng yêu cầu ngành giáo dục tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, yêu cầu các trường học thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch. Theo đó, Quảng Nam chiều ngày 28 tháng 1, Ủy ban nhân dân thành phố Tam Kỳ có công văn về việc cho phép học sinh trên địa bàn thành phố đi học trở lại từ ngày 29 tháng 11. Theo đó, học sinh tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Tam Kỳ sẽ đến trường học trực tiếp trở lại từ ngày hôm nay. Trong đó, cấp tiểu học chỉ học một buổi và không tổ chức bán trú. Trung học cơ sở học trực tiếp, không tổ chức các hoạt động ngoại khóa, ngoài trời lên lớp. Riêng trường học trung học cơ sở Lý Nhân kẹt triển khai dạy học trực tuyến một tuần từ 29 tháng 11 đến 4 tháng 12. Bậc học mầm non tiếp tục được nghỉ học thêm một tuần từ 29 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12. Đồng thời, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố, các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở công lập và ngoài công lập đóng trên địa bàn thành phố chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp chống dịch Covid-19 trong trường hợp thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thành phố về phòng chống dịch bệnh Covid-19, khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và trẻ em, học sinh ở các trường còn lại, cập nhật thông tin liên quan đến sức khỏe cán bộ, giáo viên, nhân viên và trẻ em, học sinh báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố, bộ phòng chống dịch theo thành phố theo dõi chỉ đạo. Còn tại Quảng Bình, từ hôm nay các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố Đồng Hới, trừ địa bàn xã Bảo Ninh, tổ chức dạy học trực tiếp cho các học sinh các bậc học đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, tổ chức học để đảm bảo hoàn thành chương trình, cho phép tổ chức bán trú nhưng phải đảm bảo an toàn toàn công tác phòng chống dịch. Các trường tiểu học, trung học cơ sở tổ chức dạy phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, tận dụng tối đa học sinh đến trường để dạy học trực tiếp, căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức dạy học 2 ngày, 2 ca trên ngày nhằm số lượng tối đa học sinh trong cùng một buổi, tạm thời không tổ chức bán trú. Đối với các trường hợp trên địa bàn xã Bảo Ninh, tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh các lớp 3, lớp 4 và lớp 5, bậc tiểu học và khối lớp học thuộc bậc trung học cơ sở. Đối với trẻ nhà trẻ, mẫu giáo và lớp 1, lớp 2 tạm thời nghỉ học. Tại Bắc Giang, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Yên Thế cho biết, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Yên Thế có văn bản về thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình thường mới. Trong đó, cho phép các trường đón học sinh trở lại học trực tiếp đảm bảo an toàn công tác phòng chống dịch. Cụ thể, các trường được phép cho học sinh trở lại học trực tiếp từ ngày 29 tháng 11, đồng thời kết hợp dạy học trực tuyến cho học sinh thuộc diện phải cách ly từ ngày 29 tháng 11. Có 53 trên 62 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đón học sinh trở lại trường học trực tiếp. Ngành giáo dục đào tạo huyện Yên Thế phối hợp các cơ quan y tế địa phương tổ chức xét nghiệm tầm soát cho bộ quản lý, giáo viên, người lao động, học sinh trước khi đến trường. Còn tại tỉnh Hải Dương, Ủy ban nhân dân huyện Kim Thành vừa có văn bản chỉ đạo các trường tổ chức các hoạt động giáo dục, trong đó có việc học sinh đi học trở lại đối với một số khối lớp. Theo đó, từ hôm nay, học sinh các lớp 1, 6, 9 trong huyện đến trường học. Tại trường, các lớp học còn lại tiếp tục học trực tuyến. Các trường không sắp xếp khối 6 và khối 9 học cùng một buổi. Tại Điện Biên, từ hôm nay, nhiều trường học trung học cơ sở trên địa bàn huyện Điện Biên bắt đầu đón học sinh trở lại trường học trực tiếp. Theo Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Điện Biên, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Điện Biên cơ bản đã được kiểm soát. Có nhiều xã thuộc vùng xanh, học sinh có thể quay lại trường học sau một thời gian nghỉ dịch chống dịch. Từ ngày 29 tháng 1, trên địa bàn huyện có 16 trên 22 trường học, 14 trên 17 trường trung học cơ sở học sinh đi học trở lại. Ngoài ra, có 6 trường tiểu học và trung học cơ sở, toàn bộ học sinh trường mầm non tiếp tục dừng đến trường từ ngày 29 tháng 11 đến ngày 4 tháng 12. Kính thưa quý vị và các bạn, đó là tất cả thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật được. Còn một số thông tin nữa, nhưng do thời lượng chương trình có hạn,
chúng tôi xin phép được tạm dừng chương trình tại đây. Kính chúc quý vị một ngày vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.